Xin chào các bạn, lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ tiếp tục chơi Jollibee các bạn. Và trước khi vào video, các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh và một bình luận bên dưới. Cũng như các bạn mua áo của Ship thì hãy vào đường link dưới phần bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào đêm, kết thúc đêm thứ nhất qua đêm thứ hai các bạn. Ship chơi tới 5 giờ 53 giây rồi các bạn. Ok, hết đêm thứ nhất các bạn ơi. Wow, cuối cùng chúng ta đã qua được đêm thứ nhất. Bây giờ đi tới phòng của Zoom các bạn. Gì đây? À, chúng ta phải chơi mini game. À, có 3 vùng sáng. Cái gì hay? Thay cầu chì các bạn. Ship hay cầu chì. Nhưng mà đang hay cầu chì phải canh chừng con Zoom này hù mình các bạn. Gì? Đó, nó có 3 vị trí là trái, giữa, phải. Vừa hay đèn, phải vừa để ý nó không đó. Nó giết mình á. Trời đất ơi. Ship đang rất là căng thẳng. Cái trò này có trên điện thoại luôn á các bạn. Các bạn có thể tải về điện thoại chơi nha. Hay lắm. Mà điện thoại của Android chứ không có trên iPhone. Ok, cái cuối cùng rồi các bạn. Chúng ta đã thành công. Đêm thứ hai, ok. Ship đã quen với cách chơi rồi, chắc có thể qua được các bạn. 3, 4, 6, 9 là 4 cam 9 nha các bạn. Ui, cái gì mới vô? Chính lái đâu rồi? Cái con này ghê lắm nè, nó đứng trước cửa phòng của mình đó các bạn. Hai con này thì chui ống, Jollibee với lại Chính lái là đứng trước cửa phòng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, công chúa. Kiểm tra đường ống các bạn, nó chui đường ống. Con Bobo nó đi rồi nè, nó đi qua cam 5 rồi. Con Twin Light đang ở cam 8 các bạn. Cái con này nữa. Trước mặt. Các bạn thấy nó trước mặt là các bạn phải tắt đèn các bạn. Không là nó hù. Ship chơi cũng giỏi giỏi các bạn. Hai con chui ống luôn. Ship đóng lộn với anh rồi. Ship đóng lộn với anh. Đây bên 12 nè. Khỏi đóng. Phải đóng bên này thôi, nó đứng đây nãy giờ luôn á. Con Bobo nó đứng yên vị trí rồi, Jollibee chưa đi. Chết chết chết, mở ven. Ok. Jollibee là con chùm cuối các bạn, nó mà đi một cái là ship chết chắc á. Con Zoom đi rồi, con Twin Light cũng đi rồi. Ok. Nó không có chui ống nữa, nó đi rồi. Hai con trở về vị trí cũ đó các bạn. Còn 30 giây nữa ship thắng. Cố lên. Con Twin Light đâu rồi? À, Twin Light cam 10. Tụi nó hết chui đường ống rồi. Rồi chúng ta đã thắng đêm thứ hai các bạn. Đi đến phòng của July. Oh my god. Chúng ta chơi gì ở phòng của July đây? Dặn cái đường ống. Vừa dặn vừa nhìn nó. Núp nè, núp. Nó lại gần mình là mình núp nó các bạn. Không, chưa có gì. Ok. Hình như có biến rồi vậy. Ship linh cảm là như vậy. Hình như không được nhìn vô mắt nó các bạn. Không được nhìn vô mắt nó.
Xíu muốn nín thở luôn. Chơi game mà muốn tắt thở luôn trời. Nhi biết ngay à. Mém nữa xíu chết rồi. Nó mà nhìn thấy mình là nó bắt mình các bạn. Không, chưa chưa. À. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn. Ui, sao nó đi nhanh dữ vậy? Cái cuối cùng rồi các bạn, cái cuối cùng rồi. Cái cuối cùng chưa ta? Ê, nhưng mà thành công rồi các bạn. May quá, thành công, thành công. Chúng ta qua đêm thứ ba. Yeah yeah. Ủa, cái gì vậy? Virus các bạn. Tắt đi. Cái gì mới vô mà nó chạy đi rồi? Hai con luôn. What the hell? Sao đỡ nổi? Sếp không đỡ nổi các bạn. Mới có 30 giây đầu tiên mà nó đi hết rồi. Jollibee chưa đi nè, tin like chưa đi nè. Bô bô cái gì em đi rồi. Oh my. Không, nó chui chui ống cống. Con Jim đi đâu vậy? Con Jim chuẩn bị chui ống cống các bạn. Chưa, tụi nó chưa làm. Xin lái đi rồi. Ủa nó cam nào ta? Ý, tắt quên, tắt quên, tắt quên. Xin lái đâu, xin lái đâu. Ờ, à, xin lái cam 7 các bạn. Mở ven, nó đi rồi. Kiểm tra. Ok, không có. Đường ống không có các bạn. Tụi nó đứng chỗ cũ rồi. Ý, super. Super mới vậy. Jollibee đi rồi. Con Jollibee đi rồi các bạn. Ôi trời ơi. Chết ship ui. Ê, virus ở đâu vậy? Virus ở đâu vậy? Ê, cam 12 mất rồi. Cam 12 mất rồi. Virus ở đâu? Virus ở đâu ta? Ê, hai con chưa cam luôn rồi. Chết ship. Ây da. Sếp chết vì bị thiếu oxy các bạn. Ủa sao oxy nó tụt nhanh dữ vậy? What the hell? Ok, còn lưu game các bạn. Để lần sau sếp sẽ chơi tiếp nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video chơi Jollibee này của sếp. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.